Giá heo hơi hôm nay ngày 24 tháng 4 ổn định trên cả nước. Giá heo hơi hôm nay ngày 24 tháng 4 lặng sống ở cả ba miền. Đồng Nai chỉ còn gần 6.300 hộ nuôi heo. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc thấp nhất 52.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận thị trường heo hơi tại miền Bắc đi ngang. Theo đó, heo hơi tại tỉnh Thái Bình vẫn được giao dịch ở mức 55.000 đồng mỗi kg cùng lúc tỉnh Hưng Yên duy trì thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng mỗi kg. 53.000 đồng mỗi kg là giá heo hơi tại các địa phương bao gồm Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Các địa phương còn lại tiếp tục giao dịch ở mức 52.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 52.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 52.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 54.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 52.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 55.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 52.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 52.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 52.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên ổn định. Theo đó, ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Lâm Đồng ghi nhận mức giao dịch cao nhất khu vực với 55.000 đồng mỗi kg. 54.000 đồng mỗi kg là giá thu mua tại tỉnh Bình Định. Các địa phương khác đang thu mua heo hơi với giá 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung tây nguyên trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa là 52.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 52.000 đồng mỗi kg. Quảng Bình là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 52.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 5. 15.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 54.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 52.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 55.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 52.000 đồng mỗi kg bình thuận là 52.000 đồng mỗi kg, bình thuận là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi tại miền Nam không ghi nhận biến động mới. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng duy trì giao dịch heo hơi ở mức 51.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Cùng thời điểm khảo sát, giá thu mua cao nhất khu vực là 55.000 đồng mỗi kg vẫn được ghi nhận tại các địa phương bao gồm Long An, Đồng Tháp, Bạc Liêu và Bến Tre. Các địa phương còn lại duy trì thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai là 53.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 53.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 52.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 53.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 54.000 đồng mỗi kg, Long An là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 55.000 đồng mỗi kg, An Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 52.000 đồng mỗi kg. Cần thơ là 52.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 55.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 52.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 55.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 51.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi ổn định. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cập nhật thông tin giá heo hôm nay. Thời gian qua, ngành chăn nuôi heo gặp rất nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, giá sản phẩm bán ra dưới giá thành sản xuất vì cung lớn hơn cầu. Theo báo Đồng Nai, chăn nuôi nông hộ giảm mạnh vì yếu thế cạnh tranh với các trang trại lớn tham gia vào chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiền thụ. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, đến nay tổng đàn heo của tỉnh hơn 2,5 triệu con. Những năm trước, chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ lệ cao trong tổng đàn chăn nuôi, nhưng hiện nay, chăn nuôi nông hộ chỉ chiếm khoảng 10% tổng đàn với gần 6.300 hộ chăn nuôi. Trước tình hình chăn nuôi vẫn khó khăn như hiện nay, chăn nuôi nông hộ có thể sẽ tiếp tục thu hẹp do khó cạnh tranh được với chăn nuôi công nghiệp.